ADC mang đến sự tốt lành. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, sau những ngày nghỉ Tết vui vẻ bên gia đình và người thân, bà con nông dân tiếp tục ra đồng chăm sóc lúa đông xuân. Năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm, nên sau Tết này các trà lúa đang trong giai đoạn trổ lạc xẹt đến trổ đều. Vì vậy, việc phòng bệnh lem rép hạt được nông dân đặc biệt quan tâm. Sử dụng thuốc đặc trị bệnh lem rép hạt do nấm và vi khuẩn theo phương pháp 4 đúng cũng là cách giúp bảo vệ năng suất lúa. Chuyên đề cánh đồng mơ ước kỳ này sẽ cùng với bà con nông dân ở huyện Châu Thành A bàn về những giải pháp kỹ thuật phòng trị bệnh lem rép hạt để giúp cho hạt lúa sáng chắc. Mời bà con nông dân theo dõi. Hầu hết các trà lúa ở khu vực này đang trong giai đoạn trổ lạc xẹt đến trổ đều. Lúa trổ xong, nông dân cũng yên tâm phần nào. Nhưng thực tế đây là lúc ảnh hưởng năng suất lúa cao nhất. Một trong những nguyên nhân làm giảm năng suất là lem lép hạt. Bệnh này rất khó trị khi nông dân phát hiện bệnh trễ. Lem lép hạt chủ yếu do nhiều loại nấm gây ra. Bệnh thường tấn công hạt lúa từ thời kỳ trổ đến chín sữa. Nếu bệnh xuất hiện sớm, lại gặp mưa gió hoặc sương mù nhiều, tạo ẩm ướt trên ruộng lúa, thì tỷ lệ lép lửng càng cao, có khi tới 50% số hạt trên bông. Khác với giai đoạn dưới 30 ngày tuổi, thì từ khi cây lúa chúng ta bước vào giai đoạn làm đồng trở về sau, thì cây lúa không còn khả năng tự tái tạo, phục hồi để bù đắp lại cho những thiệt hại do sâu bệnh hại cũng như là thời tiết gây ra làm ảnh hưởng tới cây lúa. Và cũng trong cái giai đoạn làm đồng thì bà con nông dân chúng ta áp dụng đồng bộ tất cả kỹ thuật để làm sao cho cái đồng to, đồng khỏe. Thì khi mà cây lúa chúng ta bắt đầu trổ ra khỏi bẹ thì bông lúa chúng ta chứa rất là nhiều dinh dưỡng. Và đặc biệt thì cái bông lúa còn non, tế bào chúng ta rất là mỏng cho nên là nấm và các vi khuẩn rất là dễ tấn công để gây bệnh. Đặc biệt là cái bệnh lem lép hạt cũng như là cái gãy cổ giá trên bông. Do đó, ở trong cái thời gian này thì bà con cần tích cực đi thăm đồng để chúng ta có những cái biện pháp để bảo vệ cái đồng ruộng cũng như là cái bông lúa khỏi sự tấn công và bảo vệ giữ vững được cái năng suất trở về sau. Lúa giai đoạn này, ngoài bệnh lem lép hạt gây mất năng suất thì cây lúa cũng rất mẫn cảm với nhiều loại bệnh hại như đạo ôn, đốm vàng, vàng lá chín sớm. Do đó, việc chủ động quản lý các loại bệnh gây hại này được nông dân quan tâm. Nếu không phun ngừa thì khi thấy bệnh, bà con nông dân phun thuốc sẽ không còn kịp nữa. Theo như tôi thì ví dụ hàng hết này thì nó ngừa được 4 bệnh, đốm vàng, vàng lá chín sớm. Là tâm đắc của tôi là lúa là nó chỗ chín rất là đẹp, chín tới cậy. So với tôi mừng nông dân mừng ruộng kế bên thì không sử dụng hàng hết này thì so với đồng ruộng thì không hơn của tôi được. Một cái chai hết này tôi xài cho là 5 công tầm lớn cũng hiệu quả. Thì tôi được nông dân mừng ruộng thì mình xài chọn loại thuốc tùy theo như lúa là nếu có khả năng xịt thêm nữa thì lúa mà có đồng to thì bà con nông dân xài hết cũng được. Mà nếu nó chỗ lật xẹt thì xài thì thêm một lần nữa thì tốt. Mà cuối nữa là nếu mà lúa đã cuối, bông nó cuối sổ đều, bông cuối xuống thì bà con xài thêm một lần nữa thì nó hoàn chỉnh, không có gì xảy ra đến bông lúa của mình hết trơn. Rất tốt đẹp, xanh tươi. Theo kinh nghiệm của tôi là mình ngừa lem lép hạt là giai đoạn lúa chỗ lạc xẹt chứ chỗ đều. Mình phun hép, bùm, lobo là mình ngừa được 3 nhóm bệnh, lem lép hạt, vi khuẩn và đậu không có bông. Mình không ngừa cái giai đoạn này thì lem lép hạt chứ đậu không có bông sẽ tấn công trên... Mà cái bông lúa mình sẽ mất năng suất, nếu mình ngừa trước được thì năng suất mình sẽ có hiệu quả cao hơn. Phun vào buổi chiều để buổi sáng là nhiều khi thời tiết mình cái này nè bị sương mù nhiều nè. Mình phun sẽ thuốc sẽ tụt xuống nó mất cái lượng thuốc trên lá lúa. Lúa mình công trái me mình sẽ ngừa thêm thằng hép hoặc với thằng cộng thêm thằng TS 02K để mình quản lý được cái mà lem lép hạt với sẽ làm cho cái hạt lúa mình nó vàng chắc và bóng bẩy hơn để bán được giá cao. Lúa mình cái sinh khối lúa nó cũng rất là nhiều nên mình cần phải xịt chậm và để cho nó cái lượng thuốc nó phủ đều trên cái bề mặt. Theo kinh nghiệm của tôi xử lý vi khuẩn với lem lép hạt thì tôi xài lobo với hép. Thì tôi phun lúc thời điểm tôi phun là lúa chỗ lẹt xẹt. Tôi phun một cử sau khi chỗ khoảng 7 ngày sau thì tôi phun lặp lại. Liều lượng của tôi phun thì một gói lô bô với 15 c hép
cho một bình 16 lít để quản lý đem lép hạt á. Lúa chỗ đều phun mình quản lý được vi khuẩn rồi mình xịt thép vô thì nó lá đài nó giữ lá đài đặng cho vô gạo nó nhanh hơn và nó đẹp hơn. Giai đoạn lúa 65 ngày tôi có dùng hép bơm để ngừa phòng bệnh đậu ôn cỏ bông và lem lép hạt. Nhưng mấy ngày sau xuất hiện trời mưa trái mùa rất lớn. Tôi phun lại lần hai. Lúc giai đoạn lúa chỗ đều có cần tăng liều lượng thuốc lên không? Thì lúa ở giai đoạn 65 ngày thì đây là cái giai đoạn lúa trong cái quá trình chỗ. Thì chính vì đó mình cần phải quản lý cái lem lép hạt cũng như là cái đậu ôn cỏ bông ở hai cái thời kỳ rất là quan trọng là lúa bắt đầu chỗ lạc sẹt và giai đoạn lúa chỗ đều. Chỗ chú Hải là lúa mình đã phun một cử ở giai đoạn lúa chỗ lạc sẹt rồi, nhưng mà vài ngày sau thì lại có cái mưa trái vụ nó xuất hiện. Thì ở đây chú cũng khoan nóng gọi mà đem thuốc ra phun liền, mình phải chờ thêm vài ngày nữa thì lúc lúa đã chỗ đều thì lúc này đúng thời điểm thì chú đem thuốc ra chú phun xịt. Nhưng chú cũng không nên tăng cái liều lượng thuốc lên. Chúng ta nên đảm bảo đúng cái liều lượng theo cái khuyến cáo trên cái nhãn chai sử dụng. Bên cạnh đó thì trong cái giai đoạn lúa này thì cái sinh khối lúa cũng khá là dày đặc, nên chú cũng cần phải tăng thêm cái lượng nước để mà cho cái lượng thuốc nó phủ đều trên cái bề mặt của lá lúa. Thêm một chú ý nữa cho bà con nông dân của mình là cái trình tự pha thuốc. Thì đối với sản phẩm bơm, đây là một loại thuốc ở dạng bột thì chúng ta pha trước, còn đối với sản phẩm hép, đây là một dạng ở dạng nước thì chúng ta sẽ pha sau. Thì hai cái sản phẩm này sẽ phối trộn sẽ giúp cho cái quá trình nó hòa tan nó sẽ được tốt hơn để tránh được cái hiện tượng là quấn cục. Tôi người nông dân, tôi sợ là lúa lem lép hạt, tôi xịt nhiều lần. Tới lúa đo đuôi á, tôi vẫn còn xịt. Bây giờ có ảnh hưởng tới lúa gạo mình người tiêu dùng hay không? Anh phun phòng lem lép hạt khi mà đỏ đuôi anh vẫn còn phun, thì theo chúng tôi nghĩ thì khi mà lúa đỏ đuôi coi như là lúa đã chín rồi, anh ngừng phun thì tốt nhất. Nếu mà anh phun ở cái giai đoạn này sau khi mà thu hoạch thì vẫn còn cái dư lượng thuốc nó nằm trong cái sản phẩm của anh thu hoạch. Chúc anh thành công. Bà con chúng ta đừng quên đi thăm đồng thường xuyên. Đối với những cái diện tích lúa sắp chỗ thì chúng ta là nên là chủ động phun phòng ở hai cái giai đoạn, ở cái giai đoạn là chỗ lẹt xẹt và sau chỗ đều 7 ngày. Thì trong chương trình cánh đồng ướt chúng ta là có thể là sử dụng ba cái loại là sản phẩm bơm trị đậu ôn cổ bông, đậu ôn cổ vé, đậu ôn bẹ và hép trị vàng lá chín sớm, đem đép hạt là do nấm và lobo. Ba cái loại thuốc này chúng ta là có thể là phối với nhau. Thêm một cái lưu ý là khi là chúng ta phối như vậy á, thì thuốc bột là chúng ta pha trước cho nó tan đều hết xong mới pha cái thuốc nước sau. Và khi mà phun như vậy á, thì với cái thời tiết ban đêm lạnh, có sương mù rất nhiều, là do đó là sáng sớm quá là tránh phun, mà khi mà phun nắng lên đừng chưa quá. Khi mà phun chưa quá thì hai cái vỏ trấu nó hở ra, thuốc lọt vào thì coi như là cái hạt lúa nó bị lép. Tốt nhất là chúng ta là nên là phun vào buổi chiều. Thêm một lưu ý nữa, khi mà chúng ta không chủ động phun phòng ở hai cái giai đoạn là lúa chỗ lẹt xẹt và sau chỗ đều 7 ngày, mà khi đó mà chúng ta phát hiện là bệnh thì nông dân chúng ta là cần phải là chọn cái thuốc là đặc trị để trị ở cái giai đoạn này. Và trong cái lúc trị không nên là pha chung với cái loại thuốc kích thích sinh trưởng nào có đạm là hoặc là phân là bón lá có đạm. Khi mà chúng ta là phun trị như vậy á thì sản phẩm của chúng ta không nó được là bóng nảy như chúng ta là chủ động là phun là phòng ở hai cái giai đoạn chỗ sẹt và chỗ đều. Và thêm nữa, sau gần tới cái ngày thu hoạch là khoảng 15 đến 20 ngày tùy theo cái loại là giống lúa, thì chúng ta không phun ở cái giai đoạn này, vì là phun ở giai đoạn này sau khi chúng ta thu hoạch thì cái thuốc bảo vệ thực vật nó vẫn còn lưu tồn trong cái sản phẩm của mình. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, qua những kinh nghiệm mà nông dân chia sẻ với lem lép hạt,
thì phòng bệnh là yếu tố cơ bản để mà giúp giữ vững năng suất lúa đến cuối vụ. Và muốn tăng tỷ lệ hạt chắc, ngoài việc cây lúa phải đầy đủ dinh dưỡng thì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật sẽ giúp cho hạt lúa sáng đẹp khi thu hoạch. Chuyên đề cánh đồng mơ ước kỳ này xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân trong chương trình kỳ sau, được phát vào lúc 18 giờ 15 phút thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018.